CNN cho biết, chiều thứ hai tại Berlin, một vụ khủng bố bằng xe tải lớn kéo trailer đâm vào một chợ đông người đang mua sắm lễ Giáng sinh. Chiếc xe phóng nhanh khoảng 40 dặm một giờ, leo lên đầy đường, lao vào ngôi chợ ở công trường nơi trung tâm Tây Berlin và không giảm tốc độ. Tuy nhiên, theo tin tức sơ khởi, cảnh sát còn thận trọng, chưa xác định hẳn là khủng bố mà chỉ gọi là tai nạn. Một nghi can có lẽ là người lái xe tải bị bắt giữ nhà chức trách Đức đã có quan ngại về an ninh ở những khu chợ Giáng sinh, nơi tập trung đông đảo dân chúng và du khách. Hồi tháng 11, Bộ Ngoại giao Mỹ đã báo động các công dân đang ở Âu Châu phải đề cao cảnh giác trong mùa lễ cuối năm. Lệnh báo động ấn định kéo dài tới ngày 20 tháng 2 mới chấm dứt chủ bút nhật báo Pai nói rằng chuyện xảy ra ở Berlin tương tự như vụ khủng bố lái một chiếc xe cố tình cán chết 80 người và làm bị thương 400 người đang dự hội và xem đốt pháo bông ngày lễ quốc khánh 14 tháng 7 ở Nice, miền Nam nước Pháp.